giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thông tin chính thức về lễ đưa tiễn nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh tại Hà Nội. Vào ngày 4 tháng 3, thông tin nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh qua đời khiến cả làng giải trí Việt đau buồn. Được biết khoảng 2 năm đổ lại, sức khỏe của cố nghệ sĩ dần giảm sút. Ông mắc bệnh tim mạch, một số bệnh tuổi già và bị hỏng một bên mắt. Cho đến chiều ngày 4 tháng 3, thông tin chính thức về việc cử hành tang lễ của cố nghệ sĩ đã được gia đình và nhà hát kịch Hà Nội, nơi cố nghệ sĩ công tác khi còn sống, chia sẻ. Theo đó, tang lễ sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 3 tại nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lễ nhập quan được cử hành vào 8:30. Bạn bè và công chúng có thể đến viếng từ lúc 9:15 đến 10:30 cùng ngày. Sau đó, lễ truy điệu, di quan diễn ra vào lúc 10:30 đến 11:00. Linh cữu của cố nghệ sĩ sẽ được đưa đi hỏa táng tại Đài Hóa Thân Hoàng Vũ. Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh sinh năm 1930, được coi là diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt. Ông là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú được nhà nước trao tặng. Sau hơn 20 năm, cho đến năm 2019, ông chính thức được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Không học qua trường lớp diễn xuất, nhưng những ngày tham gia phong trào văn nghệ quần chúng cùng nhiều năm đứng trên sân khấu rèn luyện cho Trần Hạnh khả năng nhập vai linh hoạt. Thời kỳ công tác ở nhà hát kịch Hà Nội, ông từng đóng anh bộ đội, người nông dân, vua chúa. Vai diễn khiến ông nhớ nhất là Nguyễn Trãi trong vở Lam Sơn Tụ Nghĩa. Trong tập sách Người Hà Nội, cố nhà văn Lưu Quang Vũ viết, 4 năm người đóng vai Nguyễn Trãi, riêng Trần Hạnh có phong thái hào hòa của người Hà Nội. Những năm đầu thập niên 80, Lam Sơn Tụ Nghĩa là một trong những vở ăn khách của nhà hát kịch Hà Nội, nhiều hôm diễn phục vụ khán giả đến 3 suất. Đam mê sân khấu kịch, nhưng Trần Hạnh được nhiều khán giả biết đến nhờ các phim truyền hình. Ở tuổi 60 sau khi về hưu, ông để lại dấu ấn trong lòng người xem bởi loạt vai khắc khổ trong các phim Truyện Cổ Tích Tuổi 17, Người Cầu May, Chiếc Bình Tiền Kiếp. Phim truyền hình gần nhất nghệ sĩ tham gia là Bảo Qua Làng của đạo diễn Quốc Trọng. Sau đó, ông đóng một số tiểu phẩm hài và nhận được vai nhỏ trong phim điện ảnh Cha Cổng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.